Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của anh Bana. Hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn cách tắm những chú cún của mình tại nhà. Thì mình sẽ quay cho các bạn chi tiết lại cách mà mình tắm cho con Sam như thế nào, mình sấy như thế nào, mình tỉa lông chân cũng như cắt móng và một số cái khác như thế nào để các bạn cùng tham khảo. Như các bạn cũng biết là đối với những giống chó size lớn như Samoyed, Husky, Alaska, Golden, khi các bạn mang ra spa các bạn tắm thì trung bình mức phí mà mỗi lần tắm là khoảng 500.000. Thì để tiết kiệm chi phí và để chúng ta yêu thương và gần gũi với những chú chó của mình hơn thì mình có thể tắm tại nhà và hoàn toàn có thể trắng, sạch và thơm. Rồi, mời các bạn cùng xem video nha. Sam xuống dưới tắm ơi. Đợt này khoảng mấy ngày ta? Đợt này chắc khoảng hơn 20 ngày mình mới tắm cho con Sam. Nhưng mà lông nó còn rất là trắng luôn bởi vì tụi mình giữ rất là kỹ. Mà đợt này thì phải 20 ngày rồi. Do đợt trước định tắm thì nó bị... Do đợt trước định tắm thì Sam nó bị cảm, nó bị ho, nên mình tạm ngưng. Cái để dồn dồn tới bây giờ luôn là khoảng mấy ngày em? 3 tuần đó. 3 tuần là khoảng 21, 22 ngày, 23 ngày gì đó. Thì bây giờ hôm nay rảnh rỗi quyết định mang em ra tắm. Sam ơi, ra tắm nè. Coi mặt nó kìa. Sam lúc nhỏ thì nó rất là mê tắm, nhưng mà lớn rồi cái sợ tắm lắm. Mình kêu nó tắm mà nó vui vô lòng nó nằm vậy các bạn, nằm lì vậy đó, kêu dữ lắm nó mới ra. Dính rồi, trời ơi. Cái toilet mình hơi nhỏ nên các bạn thông cảm nha, nó hơi chật. Rồi, đầu tiên mình sẽ tắm nước. Nước thứ nhất mình sẽ dùng nước mình pha với xà bông loại làm sạch. Loại này thì không cần phải thơm lắm, chủ yếu là làm sạch. Nếu các bạn tắm Samoyed thì các bạn chọn các loại sữa tắm lông trắng. Các bạn lưu ý là chọn sữa tắm, chúng ta không chọn những loại giá rẻ quá nha. 100, 120, 130 gì đó là những loại đó rất là tổn hại cho Sam. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dùng vòi nước, chúng ta sẽ xịt cho Sam ướt đều. Nó ướt đều để nó dễ thẩm thấu xà phòng khi mình thoa xà phòng lên. Còn nếu cái bước này các bạn thoa trực tiếp xà phòng lên thì nó không hiệu quả. Đầu tiên chúng ta phải xịt nước cho nó bay bớt những cái bụi bẩn và làm ướt lông. Một số lưu ý cho các bạn khi tắm cho các bé đó là chúng ta không tắm vào sáng sớm, không tắm lúc quá khuya, không tắm những lúc mà buổi trưa nắng đang rất là nóng nực, thì những lúc đó các bé rất là dễ bệnh, dễ sốc nhiệt. Chúng ta chọn những buổi như là khoảng 9-10 giờ sáng nè, là nắng ấm nè, hoặc chiều chiều thì khoảng 4-5 giờ, đó là những giai đoạn chúng ta thích hợp để tắm. Thêm một lưu ý nữa là chúng ta sẽ không tắm quá lâu. Trung bình một bé như thế này chúng ta tắm khoảng 20 phút, tối đa 30 phút là được rồi các bạn. Tắm quá lâu thì nước nó sẽ nhiễm vào phổi, dễ bị bệnh phổi. Khi tắm thì các bạn nhớ là dùng cái móng tay của mình á, mình sẽ quào lên những cái lông đó. Mình làm như vậy đó để xà phòng nó thấm trực tiếp vào lông và chúng ta sẽ kỳ cọ những cái vết bẩn, những cái vết ố trên lông. Cái mặt tắm thấy hương á. Trời ơi, coi không cười kìa. Cái mặt tắm không cười thấy ghét kìa. Mát quá con. Đợt này bỏ con hơi lâu nha, tí tắm cho con sạch nha. Cái mặt cười cười. Samoyed là một giống chó người ta gọi là giống chó có gương mặt biết cười. Đa số lúc nào nó cũng cười cười như vậy các bạn.
Rồi cái bước này thì chúng ta tắm khoảng 5 phút nha các bạn. Cố gắng là chúng ta kỳ cọ những cái vùng lông dễ dơ như là lông chân nè, lông ở phần mông nè, lông phần cổ, phần tai, phần bụng. Trời ơi, mặt ghét chưa? Mặt ghét chưa? À, cười. Mát mẻ quá. Bỏ con lâu quá, giờ mình tắm cho con còn mát quá ha. Sau khi chúng ta tắm nước 1 thì chúng ta tiến hành xả lại cho em lần 1. Lần này thì chúng ta sẽ xả sạch xà phòng và những cái chất dơ. Bước này thì các bạn cũng không cần kỹ lắm, các bạn chỉ cần xả cho nó sạch xà phòng là được rồi. Sau đó chúng ta sẽ pha nước xà phòng thứ hai. Nước thứ hai là cái nước xà phòng nó cần cái loại giữ mùi thơm lâu. Mình sẽ dùng một loại xà phòng khác. Các bạn lưu ý nha, nước 1 thì chúng ta sẽ cần loại xà phòng tắm cho lông trắng, tắm cho sạch sẽ, vết bẩn, vết ố. Nước 2 chúng ta sẽ dùng loại xà phòng tắm cho nó thơm, giữ mùi thơm. Thì cái cuốn của chúng ta nó mới vừa sạch mà vừa thơm và nó trắng lâu, giữ được lâu. Khi tắm thì chúng ta vừa tắm vừa massage nha các em, để nó cảm thấy thư giãn, nó cảm thấy thích thú việc tắm. Đó, massage cho Sam nè, Sam nằm luôn rồi nè. Khi tắm thì các bạn lưu ý những vùng chúng ta cần tắm kỹ đó là bụng, bởi vì thường các em hay nằm dưới sàn, nằm dưới đất hoặc đi chơi ngoài đường hay nằm á, thì tắm phần bụng là rất là kỹ, phần lưng thì nó sẽ ít dơ hơn so với bụng. Phần bụng là cần phải tắm kỹ nè, bốn chân là phải tắm kỹ nè, phần mép, phần miệng, các bạn thấy không, sao mà mép miệng hơi ngà ngà nè, cần phải tắm kỹ. Và hai lỗ tai cũng như là phần hậu môn của Sam là phải tắm kỹ. Hậu môn nè, bộ phận sinh dục nè, chúng ta phải tắm kỹ cho nó. Đó là những cái vùng dễ bị dơ. Một bước nữa đó là chúng ta sẽ đánh răng cho những chú cuốn. Bởi vì răng của nó, nếu mình không đánh á các bạn, nó sẽ ố, ngà và vàng, trông rất là dơ và xấu. Nên mỗi khi tắm chúng ta phải cố gắng chúng ta đánh răng cho nó. Cái bước này thì hơi khó, tại vì các em nó sẽ không có chịu mình đánh răng đâu. Nhưng mà các bạn cố gắng từ từ sẽ quen thôi, khi nó quen rồi nó sẽ chịu. Những lần đầu đánh răng nó rất là khó. Chúng ta sẽ đánh răng mặt hàm, là răng cửa, là răng nanh nè. Cuối cùng chúng ta sẽ xả lại nước cuối. Nước này thì chúng ta xả thật là sạch, thật là kỹ xà phòng nha các bạn. Tuyệt đối không để lại xà phòng trên lông, bởi vì xà phòng chúng ta xả không sạch nó sẽ bị ngứa hoặc bị viêm da. Bước này thì các bạn cố gắng xả thật sạch luôn. Ơi ơi con. Rồi, nằm xuống đây. Bây giờ chúng ta sẽ lau sơ qua để cho sao nó được khô một ít và chúng ta sẽ tiến hành sấy. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ sấy cho các bé. Thì để sấy cho những bé size lớn, các bạn cần phải mua cái máy sấy chó chuyên dụng. Bởi vì những cái máy sấy dành cho người thì nó chỉ sấy được những bé phóc sóc, bu đồ thôi, sẽ không có đủ cái lực mạnh, cái lực thổi để sấy lông cho mau khô cho những bé size lớn. Thì đối với cái máy sấy này, các bạn chịu khó đầu tư một lần, mua một lần và chúng ta xài luôn. Thì cái máy này đợt đó là mình mua khoảng 2 triệu. Nó sẽ có cái nhiều cái mức công suất, lực thổi cũng như là cái mức độ nóng. Chúng ta chỉ chỉnh khoảng âm ấm là được rồi. Chủ yếu chúng ta chỉnh cái lực gió thổi cho mạnh để lông các bé mau khô. Và sấy bằng máy sấy này thì lông nó sẽ phồng lên rất là đẹp.
Bước cuối cùng là chúng ta sẽ dùng tong đơ, chúng ta tỉa lông bàn chân, cắt móng và dũa móng. Lông bàn chân thì chúng ta cần tỉa sạch nha các bạn, để cho nó được thoát mồ hôi, thoát nhiệt. Cái cuốn của mình sẽ không có bị nóng, không có bị sốc nhiệt. Và hơn hết là nó sẽ, khi mà nó đi ra đường á, nó không có dính những cái bụi đất vào lông bàn chân nhiều. Các món này chúng ta lưu ý phải nhìn thật kỹ cái vùng mà cái gân trị máu, thì chúng ta không có cắt phạm các em, nếu cắt phạm thì nó sẽ chảy máu rất là nhiều, rất là đau. Nếu mà chúng ta không mạnh tay, không dám á, thì chúng ta cắt hơi hơi ở ngoài thôi các bạn. Sau đó chúng ta dũa, rồi nó ra tiếp, chúng ta cắt tiếp. Chúng ta không nên cắt quá sâu, quá sâu nó sẽ bị phạm vào phần trị máu bên trong. Khi cắt thì các bạn lưu ý nhớ phải dũa lại thật kỹ, bởi vì cắt xong nó rất là bén. Nếu có bé giỡn với chúng ta, khi bé vào á, thì chúng ta sẽ rất là dễ bị trầy xước. Khi chúng ta sấy thì các bạn luôn, khi chúng ta phải sấy thật kỹ ở bên trong chân lông luôn nha các bạn. Ở ngoài nó khô nhưng mà ở trong nó sẽ còn ướt, nên chúng ta phải lưu ý chúng ta sấy thật kỹ luôn. Khi nào chúng ta sờ tay vào nó không còn dấu hiệu ẩm ướt thì ok. Bởi vì sấy không kỹ nó sẽ bị viêm da, nó bị hầm hầm á. Giống như chúng ta gội đầu mà chúng ta không dùng khăn lau tóc phải, chúng ta để cái đầu mình ướt vậy đó, thì rất là hầm và rất là khó chịu. Thời tiết nóng nữa thì nó sẽ dễ bị viêm da. Khi mà chúng ta sấy các em á, thì có nhiều cách. Một số người sẽ cột dây vào và để cho nó đứng. Còn riêng mình thì mình muốn cho nó thoải mái thì mình sẽ cho nó nằm. Nó nằm chúng ta sấy bên đây xong khô, chúng ta sẽ lật qua bên kia chúng ta sấy. Nằm thì các bé cảm thấy được thoải mái hơn. Tuy là các bạn sấy sẽ hơi lâu hơn một tí á, nhưng mà các bé sẽ cảm thấy là thoải mái, không có bị mỏi mệt khi đứng lâu. Cũng như là nó sẽ thấy dễ chịu, thấy mình yêu thương nó, nên nó sẽ cho mình sấy dễ dàng hơn. Thường tắm thì khoảng 2-30 phút thôi, nhưng mà sấy thì khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi rồi. Sấy là cái khâu cực nhất. Trước khi kết thúc video thì mình muốn chia sẻ với các bạn một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta tắm cho những bé bún, những bé chó của mình là việc hoàn toàn chúng ta có thể tự tắm ở nhà, không nhất thiết phải mang đi spa gì cả. Các bạn có thể thấy video của mình, chú Samo rất là to, nhưng mà chỉ cần các bạn tắm vài lần thôi, các bạn sẽ quen tất cả thao tác và các bạn có thể tắm được rất là dễ dàng những lần sau. Cái thứ hai là trong quá trình mà mình quay video á, mình không có chia sẻ cái loại sữa tắm. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết không, mình
cũng thường xuyên thay đổi các loại sữa tắm cho con sao. Có loại thì mình xài tốt nhưng mà sau thời gian nó hết hàng, mình phải chuyển sang loại khác. Thì đối với sữa tắm của các bé cuốn thì mình tư vấn cho các bạn như sau. Các bạn cần mua những loại sữa tắm tại những cửa hàng uy tín với mức giá ít nhất là phải trung bình trở lên thì mới yên tâm. Những loại mà các bạn mua rẻ ở thị trường cho nổi như là những trang thương mại điện tử Shopee, Lazada bật giá vậy đó, những cái đó nó bán rất là rẻ, không có nguồn gốc thì rất là dễ bị viêm da hoặc là sơ cứng lông, thì rất là nguy hiểm cho những bé cuốn của mình. Các bạn chỉ cần mua những loại sữa tắm tốt, loại nào cũng được, không nhất thiết là phải thương hiệu A, thương hiệu B, C, D gì hết. Bởi vì mình xài từ lúc mình nuôi sang mình xài cho nó là 3 loại sữa tắm. Một loại là Joy and Don nè, một loại của Hàn Quốc và một loại của Nhật, thì mình không nhớ thương hiệu nhưng mà vẫn hoàn toàn ok và lông vẫn trắng bình thường. Cái loại sữa tắm nó sẽ chiếm một phần nhỏ trong quyết định cái vấn đề là lông của bé cuốn nó trắng. Việc quan trọng là chúng ta phải chăm sóc nó sau khi tắm. Chúng ta không nên quá lệ thuộc vào cái việc là săn tìm một loại sữa tắm thật là tốt cho việc lông trắng, rất là đắt tiền, nhưng mà khi chúng ta tắm xong rồi chúng ta không biết gìn giữ, không biết chăm sóc lông thì các bé cũng sẽ hôi lại rất là nhanh và rất là nhanh dơ, lông phố vàng. Vì vậy cái việc mà chúng ta chăm sóc thường xuyên như là chải lông nè, lau chùi cho các bé nè, khi các bé đi chơi nè, hoặc là chúng ta rảnh thì chúng ta có thể lấy máy sấy ra sấy những lúc mà các bé bị ẩm ướt thì giúp cho lông nó khô, chải lông giúp lông mượt và mềm, cũng như là lau sạch những cái vết dơ, thì đó mới là hiệu quả. Sữa tắm chỉ là một phần nhỏ quyết định thôi. Cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ đầu cho đến bây giờ. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể bấm like và theo dõi kênh YouTube Anh Bana, cũng như chia sẻ để những người nuôi chó khác có thể tham khảo được video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.